Vâng, một tác phẩm nhiều cũng khá hay chơi để các bạn nghe khi chúng ta thử cảm nhận những cái âm thanh của những cái đàn piano. Vâng, rất piano, rất Yamaha và rất cụ thể là UBH. Vâng, đúng cái màu của UBH như thế này. Vâng, rất điển hình. Vâng, như nào nhỉ? Để chơi, tại sao nó lại được nhiều người chơi và bởi vì nó mã hóa được với nhiều thể loại âm nhạc. Có cả cái mẫu số chung để chúng ta có thể chơi cover ca khúc, chơi bản cổ điển, chơi cận đại, hiện đại. Tất cả các loại hình âm nhạc thì cái màu sắc này nó đều trung hòa được cái điều đó. Vâng, bây giờ chúng ta cùng nghe từng phím một của cái đàn này. Đó, các bạn cảm nhận với các cái kỹ thuật khó này, tốc độ nhanh rồi là từ cái âm lượng lớn ở trên tất cả các mục thì cây đàn này rất là tuyệt vời và chúng ta hãy hãy để ý kỹ cái tính năng thực sự và cái tương tác của yếu cái tương tác của yếu hiện tại với cây đàn rất là thích. Và mời các bạn xem cận cảnh chữ Yamaha này. Cái giá nhạc đó, giá nhạc rất là chặt các bạn nhé, nó vẫn còn cái giá trị của cái chốt hãm này. Vâng, đó. Đang còn xem cái nắp này. Đó. Và mời các bạn xem phần phía dưới này. Đó. Vâng, ba pedal rất là đẹp đúng không các bạn? Đó. Trong này thì việc đầu tiên các bạn xem là các cái đầu dây này, này. Đấy, phía thấp này nó có bị gỉ không, và nhất là những cái đàn mà ngập nước rồi thì nó rất nguy hiểm cho các cái đầu dây phía dưới này. Đó. Rồi chúng ta xem con ngựa này. Đấy, hai con ngựa này. Đấy. Các cái thanh truyền lực và vân vân. Và cây đàn này thì các bạn thấy rằng là nó có cả người chủ trước người ta lắp cái bộ gọi là chống chuột này. Đó. Thì đấy cũng là một cái yếu tố rất là riêng. Rồi. Và các bạn xem cái đầu hồi rất là đẹp đúng không các bạn, đầu hồi rất đẹp và rất đẹp. Và đó. Các bạn xem cái nắp, cái bản lề này, cái nắp này. Đó. Và đây một chút vết xước thôi nhưng không đáng kể, và không đáng kể, và cái tính trang trí vẫn rất là đẹp. Và bên yếu thì vẫn hay để nguyên nước sơn gốc bởi vì là cái sơn zin thì bao giờ cũng rất là tốt và có thể sứt sẹo một chút nhưng với cái nước sơn zin thì nó sẽ giữ mãi là như vậy, còn các bạn sơn phủ lên thì sau này nó sẽ hay bị rụp. Đấy, rất đẹp các bạn ạ. Rất đẹp và không có gì để chê ở cái sao bóc này cả. Chúng ta cùng trở lại với phần bên trong của cây đàn. Một cây đàn là series không cao nhưng mà cái chất lượng hiện tại của cây đàn thì sao lại rất là tốt, và đó là vấn đề cốt lõi đúng không ạ. Đây chúng ta cùng xem các cái chốt pin này, cao đều chắc chắn. Đấy, và chúng ta đều thấy có ba cái vòng dây cuốn ở đây, cao đều chắc chắn. Đấy. Đây. Các bạn nhìn này, các cái đầu dây này. Đấy. Đấy. Rất là chặt. Yamaha. Đấy. Đấy. Bạn thấy không ạ? Và cái đầu búa này, cái lông kiểu ép còn rất là đều, còn rất đều và tốt như thế này. Và rất chặt các bạn nhé. Và hiểu kiểm tra thật kỹ cho các bạn. Đấy. Nếu các bạn thấy rằng là búa mà nó không thẳng vào các cái dây này, đấy, trực diện các dây rồi là nó bị lỏng quá. Đấy, thì là dấu hiệu của đã sử dụng rất nhiều. Và cái này rất chặt. Và tiếp theo. Đây ra dạ lò xo dây co. Còn rất là đều hài hòa. Vâng. Bạn thấy ạ, rất là hài hòa. Đây là nó không quá mới tinh.
nhưng không bị cũ nát. Đấy, không bị cũ nát một chút nào cả, đảm bảo chúng ta vẫn thấy rất là yên tâm, rất là yên tâm. Và cái cây đàn này đã được Hiệp hội Piano đã qua sử dụng của Nhật đánh giá như thế nào và trước khi xuất khẩu bán sang Việt Nam chúng ta. Cây đàn U3H được sản xuất năm 1973. Vâng, cứ đến số 73 là Hiếu giật mình, bằng tuổi Hiếu. Vâng, 1973, cao 1m31, sản xuất tại Nhật. Vâng, được đánh giá là body B, key A, pin A, action B cộng và support A. Vâng, body B, key A, pin A, action B cộng và support A. Rất là tuyệt vời các bạn ạ. Vâng, một cái đánh giá như này, một cái đàn được sản xuất tại Nhật tốt như thế này. À, bên Hiếu vẫn bảo hành cho các bạn 10 năm. Vâng, hoàn toàn là rất yên tâm.